Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay các bạn bé này, wow, nhân phẩm. Phải nói là nhân phẩm các bạn đây, các bạn mở cái rương này ra và sẽ có được tỷ lệ để nhận được em này nha. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem về bé yêu này luôn. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không nào. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, nhân vật này là Mithy. À, mình đã nâng cho nó lên được level 30 luôn. Một cái sự hậu báo không hề nhẹ. Vuốt ve một chút xíu và chúng ta sẽ thử xem cái skin đây là do baby. Rồi, đây là do skin. Wow, gọi là gầm thét. Người ta tiếng gầm của sư tử, còn cái này là tiếng gầm của khủng long. Và mình sẽ đặt tên cho nó là cái gì đây? Tạm thời là chưa biết đặt tên gì luôn. Gõ đại từ HNT Channel đi ha. Ok. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ mang thử cái bé này đi đại chiến cho vui nha. Wow, action. Em này là hàng mới, gọi là hàng VIP luôn. Cho nên nó là mình sẽ ưu tiên nó. Chơi hết mình cho các bạn xem luôn. Wow, đầu tiên thì gặp phải một cái con đẳng cấp là Legend Daisy và một ngôi sao vàng luôn cả nhà. À, những cái con mà một sao này quýnh rất là khó chịu. Rồi, anh bạn đáng yêu của chúng ta sẽ lao ra và bật cho mình cái tuyệt chiêu đây. 8.900. À, lượng sát thương quá là chuẩn luôn. Và bây giờ là thành viên rồng đá 3 sao. Wow, ngang cơ với mình là ngang ngôi sao thôi. Còn nói về mà level thì mình hơn hẳn 10 level nha các bạn. Thành viên full phi đến từ tên bạn. Nhả nhẹ một cái nè. 41.000 liên quan kích đến từ thành viên full phi và chúng ta đã phải dăng dách rồi. Khá căng thẳng luôn, nhưng mà không sao, đội hình của mình còn khá là ổn. Victory, chiến thắng đầu tiên. Bây giờ sẽ gẹo thêm cái anh bạn level 90 này nữa xem. Wow, độ khó đang được tăng cao luôn. Xem nào, như các bạn đang trông thấy, anh bạn này 5 ngôi sao nha mọi người. 5 sao đó nha, không phải dạng vừa đâu. Rồi, Mithy, Legend Daisy 4-2. Bị người ta hốt một cái một dăng dách. Nếu như may mắn chúng ta giữ được 5 lần. Oh my god, giữ được có 2 hà. Bé này thì quá trâu rồi. Phải nói là con này nó đúng trâu theo nghĩa đen luôn. 93.000. Quýnh như vậy thì ai mà chịu cho thấu. Xung quanh người toát lên một cái vẻ đẹp mỹ miều. What? 5 sao nữa. Oh my god, không thể tin được các bạn. Mình gặp phải hàng khủng thiệt rồi. Giữ anh bình tĩnh lại nha. Rồi, độ khó lần này khá cao, cho nên anh em chúng ta còn phải giữ đây, thay đổi vị trí những bé rồng mình một chút xíu. Cho con Heroic này ra để quýnh cho nó hậu báo. Ok. Không đánh được nữa hả? Mới có rồng mới mà review mình á. Tốn tiền luôn các bạn à. Lần này mình tốn 24 viên game để có thể review cái tập này cho các bạn xem. Cái này hơi bị tốn tiền luôn. Rồi, mới vô gặp phải Heroic rồi. Cái này đã làm cho bé yêu này ra hy sinh vì tổ quốc trước đi. Độ khó đang cao cho nên em thông cảm nha. Cái bộ giáp của nó đó là quýnh không xuyên rồi. Rồi, tài chiêu của Ngô Mai Dương thì sao? Hỏi nó quýnh thường thôi mà đã 44.000 rồi mọi người ơi. Wow, căng dễ sợ luôn á. Thở trắng cố lên. Yeah, nín thở, lượng sát thương lên tới 69.000 một hit. Một hit của nó là 69.000 các bạn à. Trời ơi, ca này không ổn rồi. Khó quá, nếu như mà khó quá chắc có lẽ là mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh bạn kia. Ê hên, tưởng đâu là trận này thua rồi, nhưng mà ai ngờ đâu đó là bạn này không chịu nổi một hit của mình.
Mừng dễ sợ luôn, đậu khó đúng căng luôn. Khi mà hai con năm sau mới ghê. Wow, và đây là Boki. Mình không nghĩ đó là có những anh đại ghê gớm đến vậy luôn. À, HNT Channel. Và lần này thì cho... Rồi, Đau Mập lao ra và bật cho mình cái tuyệt chiêu vô cùng hộ báo. Và lần này anh bạn được đam. Khi mà mình được đam lượng sát thương lên tới 17 nghe. Đó, nhưng mà bị hốt rất là nhanh luôn. Bốn ngôi sao vàng lấp lánh đang thể hiện thành viên Boki tên bạn vô cùng hộ báo. 58. Rồi, bé yêu của chúng ta. Wow, Warfish. Hơi căng nhưng mà không sao. Vẫn giành được chiến thắng. Gọi là cái sự mà gọi là hồi hộp nó thú vị. Oh, anh bạn này đã lên được một chữ C rồi. Quá tuyệt vời. 24 viên game để có thể làm tập này cho các bạn xem. Để ngược lại chúng ta nhận được 6 viên. Coi như là mình mất 18 thôi. 5 ngôi sao nữa hả? Sao mà ở đây có nhiều bạn 5 sao thế? Rồi, Warfix và 59.000 luôn. Ồ, hồi xưa nó không hốt 60 luôn cho chẳng man quýnh chi 59 vậy. Rồi, tiếng gầm trong đêm. À, khủng long bạo chúa. Và bạn nào có cái tên nào hay thì comment vào bên dưới luôn nha. Để mình có thể đổi tên bé yêu này cho các bạn xem. Ồ, còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ nhả nhẹ một xíu chiêu này. Mình luyện maximum rồi. Mấy chiêu này đi ha, 50.000 thôi. Quýnh ngơi là nhẹ nhàng tình cụm. Đó, HNT Channel. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để khi mà mình ra video hay là live stream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và chơi mình cho vui. Và bạn nào mà không nhận được thông báo thì ghi y như rằng 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ mình sẽ ra những cái tập mới. Các bạn chỉ cần lên YouTube gõ HNT thôi là sẽ ra nha. Wow, victory, một chiến thắng nữa. Ây cha cha, có một cô bé khá là đáng yêu và một cái này chắc là bố con quá, mình đấu vậy. À, gọi là tình cháo máp như vầng thái dương. Rồi, tới luôn. À, con này có gì mà nhìn lạ lắm dễ sợ vậy nè. Level 40. U la la, và thành viên mới của chúng ta. Một cái anh bạn sói ca mang hai viên ruby kế bên người luôn. Ô cha cha, khá cay rồi nha. Tuyệt chiêu nhã nhẹ đến từ bé ngô ma dương xem. 56 các bạn à. Không ổn rồi. À, thì ra là bé yêu này thăng cấp là L. Rồi, cũng khá là được. Mấy bé của mình lượng máu tụt hết trơn rồi nè. 35.000. Bé trâu đã bị hạ và thành viên. Đây, cố gắng lên nào men. Chữ của chú sẽ được tăng cao. Wow, victory. Tiếp tục nào. Ở đây, thành viên này là bé Benmy. Wow, 3 ngôi sao vàng và level 40 mọi người à. Khá là thú vị đây. Úi cha, nó còn tính 50 mấy ngàn máu lận cơ. Thôi mình nhả nhẹ nó nè. Trời ơi, tại sao không đau vẫn 50 thôi, nó quất 54 tắt thở thằng nhỏ luôn rồi. Thôi làm nhẹ nhàng thôi nha. Đây là bé ra rồng đá 4 sao, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn, sáng trưng cả bầu trời. Tuyệt chiêu dòng số 8 và oh my god, nó giật như phim vậy. Tới nè, 10 giờ 19 ngàn. Lên một chữ, lên được một cái chữ là chúng ta sức mạnh được tăng lên một chút xíu liền. Tăng liền luôn, không nói gì hết. 25 ngàn, làm sao vượt qua đây. Ô cha, chuẩn không cần chỉnh luôn. Ha ha, HNT Channel, lần này thì xem nào. Một cú đớp nhẹ. Victory.
sau một hồi chiến đấu kịch liệt thì chúng ta đã giành được chiến thắng. Và để có thể mở được chiếc rương tiếp theo, chiếc rương này các bạn cần phải vượt qua thử thách thu vàng cho ăn, và cái này là cho rồng nó yêu nhau. Đây, yêu nhau một trái tim, yêu nhau cái nữa hai trái tim. Rồi, quá tuyệt. Ở đây thì bé yêu nào dễ thương đây? Bé yêu nào đây? Lại bé lường. Ở đây thì thích bé này không? Các bạn thích bé này không? Thích thì cứ like luôn. Mấy con này nó đi ngủ hết trơn hay sao mà không thấy vậy? Khai like luôn. Cái này mình có hai con luôn hả? Rồi, nhiệm vụ tới đâu rồi nè? Đây, chính viên game hả? À, thu vàng. Thu vàng dễ mà. Đó. Rồi, bây giờ là 6 viên game hả? Cho ăn các bạn. Đây, các bạn cứ việc kiếm cái bé nào các bạn cho nó ăn đại đi là ok hết à. À, cho mấy con cấp C đi ha. Rồi, kéo xuống tuốt phía dưới. Đây, những em cấp C đâu rồi? Level 6 luôn. Cho ăn cho vui nè. 2 ngôi sao, 3 ngôi sao, đủ tiền. Đủ tiền. Đâu rồi? Nhận quà. Vòng quay này có cái gì? Vòng quay này chỉ có game. À, 50 viên luôn các bạn ơi. 50 viên luôn á. 300.000 thức ăn. Đó, chúng ta tiếp tục nha. Làm nhiệm vụ thu vàng yêu và con bọ này hả? Less, à quấn trong khu vực less là các bạn sẽ được con bọ less. Rồi, đây, ở đây có việc đi thu vàng. À, thu vàng cho ăn. Ok. Đây, thu vàng, sau đó các bạn sẽ nhận được lông chim. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi cho ăn. Đâu rồi? À, để mình kiếm mấy con cấp C đi ha. Level thấp thấp. Cho nó ăn cho thoải mái. Level 4 luôn. À, những ngôi sao năm cánh đã bắt đầu xuất hiện và anh em chúng ta đang đỡ quá chừng luôn. Nó ăn lên cao tốn lắm luôn ấy, hơi nhiêu đó đủ rồi, tốn quá men. Nó ăn tốn kém kinh khủng. Chín. À, đây là cho rồng yêu nhau, phải chờ cho khu vực list này mình hốt rồi. Hốt, nãy hốt mấy đâu đây rồi, bây giờ đâu đánh được nữa. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.